lại là Tâm đến từ Vino Lover. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Vino Lover. Thì như mọi người thắc mắc ở trên đầu video là ủa tại sao lại xách một cái túi gì mà cái đi qua đi lại, chẳng lẽ bây giờ lại chuyển qua review túi xách sao? Thì thật sự mà nói thì đây không phải là túi xách, mà đây là một sản phẩm đàn rất là đặc biệt đến từ thương hiệu Waim. Đó chính là cây đàn piano điện 88 phím có thể gặp lại được, khiến cho cái việc mà mang vác đi lại để biểu diễn cũng như là cầm đi chơi tụ họp với bạn bè rất là dễ dàng. Nó chỉ gói gọn trong cái túi như thế này thôi. Và bây giờ Tâm sẽ tiến hành set up cây đàn này, đặt lên cái chân đế này một cách nhanh gọn cho các bạn xem thử là cái mức độ gọn của nó sẽ như thế nào nha. Và sau khi mở bao đàn ra thì nhân vật chính của chúng ta đó chính là cây đàn piano có thể gặp lại được như thế này đây. Tổng trọng lượng của cây đàn nó rơi vào khoảng từ 7 tới 10 kg thôi, và nó rất là gọn nhẹ trong lòng bàn tay của Tâm. Đây là mặt trước của đàn và đây là mặt sau của đàn. Và mỗi mặt tổng cộng có 44 phím, thì cả cây đàn này sẽ có 88 phím tất cả ha. Và việc mà set up rất là đơn giản thôi, vì các bạn chỉ cần làm là gì, các bạn để nó như thế này, các bạn mở nó ra, ở đây nó có một cái khớp đó, các bạn chỉ cần mở nó ra và cho đúng cái khớp này, nó kêu một cái cạch là được đó, nó như vậy là xong. Và các bạn đã có một cái cây piano điện 88 phím hoàn hảo vậy. Các bạn chỉ việc đặt lên bất kỳ một cái bề mặt phẳng nào mà các bạn có được ở trong cái khuôn viên đó, hoặc cái trong một cái chỗ mà các bạn tụ họp, mà các bạn thấy dễ dàng chơi được cái đàn này rồi. Và sau khi đã cho các bạn thấy là cái việc set up cái đàn này nó dễ dàng ra làm sao, thì tiếp theo Tâm xin giới thiệu tới các bạn những cái mà các bạn sẽ nhận được trong bên trong cái bao đàn đó là cái gì. Thứ nhất là phải kể đến cái bộ nguồn, và đặc biệt hơn là cái cây đàn này sử dụng cái cáp là Type-C. Mà cáp Type-C là một cái cáp rất là phổ biến hiện nay, các bạn có thể sử dụng bất kỳ loại cáp Type-C nào để cấp nguồn cho cái đàn này, là cái việc mà rất là tiện dụng của cái đàn này ha. Là cái điều thứ nhất. Và cái điều thứ hai mà các bạn sẽ nhận được đó chính là một cái bệ đỡ ship nhạc hay là bệ đỡ điện thoại. Và cái thứ ba đó chính là một cái pedal tròn rất là nhỏ gọn luôn. Và cái pedal này nó cũng có hai mục đích. Thứ nhất là sustain và cái thứ hai là soft. Sustain nó sẽ giúp cho các bạn nhấn phím và cái trường độ vang của cái âm thanh cây đàn này nó dài hơn, nó vang hơn, nó lâu hơn. Và cái soft ở đây nó sẽ giúp cho các bạn khi bạn bấm phím là cái âm thanh nó dịu lại, nó nhẹ lại. Thì tùy vào mục đích chơi đàn hay là phong cách chơi của mỗi người sẽ có cái cách sử dụng cái pedal nó là khác nhau. Sau khi giới thiệu sơ qua cho các bạn biết về tất cả những phụ kiện của cây đàn này mà các bạn có thể nhận được trong cái bao đàn, thì mình xin chia sẻ thêm là bên cạnh cổng USB Type-C để cấp nguồn, cổng pedal, thì cây đàn này còn có cổng tai nghe 3.5 để các bạn có thể xuất ra tai nghe khi mà luyện tập cũng như khi mà chơi đàn. Nó rất là tiện dụng. Đặc biệt hơn là cây đàn này, tất cả những cái phím chức năng của cây đàn nó sẽ nằm trên bề mặt đàn luôn, cho cái việc thao tác nó rất là dễ dàng. Cái nút nguồn nè, cái nút bật ngộ mở nè, tăng giảm âm lượng nè, chỉnh tông nè, chỉnh tempo nè, các bạn có thể nâng tông hay là giảm tông, các bạn có thể thậm chí có thể thu âm lại cái tiếng đàn của mình và phát ra sau đó nữa. Thì đó là những cái chức năng mà cái đàn này nó mang lại trong một cái ngoại hình cực kỳ nhỏ gọn, cực kỳ bé và có thể gọi là mang đi rất là dễ dàng này. Và để các bạn có thể có một cái nhìn cận cảnh hơn về cái độ đẹp, những cái độ hoàn thiện của cái đàn, thì xin mời Biro. Một số cái video B-roll về em nó, thì các bạn đánh giá ngoại hình của em nó như thế nào? Thì cái nhìn tổng quan nhất của Tâm về em nó là cái thứ nhất, em nó cực kỳ nhẹ luôn, là cái điều đầu tiên là mình đánh giá cao cái đàn và cái tính tiện ích khi mà di chuyển. Và cái thứ hai là vì em nó là một cái cây đàn mà phục vụ cho cả cái mục đích là dễ dàng di chuyển cũng như là chơi hay, cho nên là cái chức năng của nó là vừa đủ vừa phải. Và cái thứ ba mà mình thấy ở đây đó chính là về mức độ hoàn thiện của cái đàn này thì khá là tốt. Đụng vào bề mặt đàn thì không bao giờ có cảm giác bị ọt ẹp hay là phát ra cái âm thanh nào hết. Như các bạn đã thấy đây, đó, mình đụng vô hoàn toàn, nhìn rất là chắc chắn.
Đó là cái mà mình đánh giá rất là cao về mức độ hoàn thiện của cái đàn này, độ nặng của trường phím cũng như là độ cao thấp của trường phím khi các bạn chơi, thì cái đàn này nó mang lại một cái độ nặng cũng như là một cái độ sâu của phím nó rất là hợp lý. Mặc dù nó chỉ là một cái cây đàn gọi là đánh giá cao tính tiện dụng, nhưng mà cái chất lượng âm cũng như là cái chất lượng hoàn thiện của phím nó phải nói là khá là tốt, khá là hoàn hảo. Chất lượng âm thanh của cái đàn này thì mời các bạn lắng nghe. Và sau khi chơi thử cho các bạn nghe hai đoạn cut đó thì các bạn đánh giá âm thanh của em nó thế nào? Về mặt tâm cá nhân mình á, thì thứ nhất là về cái tính năng chủ yếu của cái đàn này là một cái đàn piano tiện dụng cho việc di chuyển và mang vác, cho nên là cái âm thanh của nó sẽ không quá to đâu. Nhưng mà không quá to đây không đồng nghĩa với việc là nó nhỏ. Không quá to đây đồng nghĩa với việc là nó đủ cái âm lượng cho các bạn có thể chơi trước đám đông hay là chơi trong một phòng kín rất là dễ dàng và mọi người đều có thể nghe được. Đó là cái thứ nhất mà ta muốn nhấn mạnh. Cái thứ hai là về cái chất âm, nó khá là trong trẻo, nó khá là rõ ràng, rành mạch từng nốt một như các bạn đã nghe ở cái đoạn hai đoạn cut mà Tâm vừa mới cho các bạn xem đó ha. Thì đó là những cái mà về chất âm của cái đàn này mà Tâm đánh giá cao. Chỉ là một cái đàn rất là nhỏ gọn thôi, nhưng mà về cái về mặt âm thanh hoàn thiện nó mang lại cho mình hơn tất cả như mình mong đợi. Thì hiện tại Wurim đang phân phối cái cây đàn này trên chính website của mình. Về giá thành của sản phẩm và chi tiết hơn về sản phẩm thì Tâm sẽ để ở dưới cái phần mô tả của cái video. Các bạn hãy nhấp vào cái link dưới phần mô tả để tìm hiểu thêm về sản phẩm cũng như là đặt hàng sản phẩm này nha. Đối với Tâm thấy được là các bạn mới tập chơi hay là các bạn mong muốn có một cái cây đàn piano nhỏ gọn, có thể dễ dàng mang đi, mang lại, di chuyển, thì đây là một cái sản phẩm không thể nào hợp lý hơn về mặt giá cả, về mặt chất lượng hoàn thiện, về mặt chất âm nữa. Hy vọng là sau cái bài đánh giá này của Tâm thì các bạn có một cái nhìn đó là khách quan, có một cái nhìn tổng thể về cái cây đàn này. Và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau của thương hiệu Wurim cũng như là của Piano Lover. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi.